Bài tiếp theo từ câu 172 đến câu 175. Đây là một cái online chat hả em? Câu 172, what does Miss Turner, bà Turner thì muốn giảm cái gì? Và từ khóa chính là từ Miss Turner và reduce. Và đáp án trước nha em, câu A, the size, kích cỡ của cái mạng lưới distribution là phân phối nè. Câu B, cái việc sử dụng những cái chất liệu, vật liệu không thể tái chế ha. Câu C, cái lượng sản phẩm làm sạch. Sản phẩm làm sạch có nghĩa là chất tẩy đem, cái lượng chất tẩy ở trong một cái chai. Câu D, số lượng những cái món đồ fragile để mà bán. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem Miss Turner và từ reduce nằm ở tin nhắn lúc mấy giờ nha em. À, Turner là tin nhắn đầu tiên nè. Em dò xem có reduce không? Có reduce ở dòng thứ 3 phải không nào? Và chúng ta đọc cái câu chứa từ reduce nha. Đây, I think, tôi nghĩ rằng á, rất là quan trọng để mà chúng ta thực hiện cái mong muốn của họ. Vì thế, I'd like, tôi muốn tìm ra một số cách để mà reduce, giảm cái lượng chất liệu đóng gói nè em, package ha. Chất liệu đóng gói mà không thể tái chế mà chúng ta sử dụng tại cái Mirson. Vậy em xem nè, ông ấy muốn giảm gì vậy em? Reduce the amount of non-recyclable packaging materials. Vậy đáp án là câu nào em ha? A, B, C, D. Đáp án chính là câu B ha. Cái việc sử dụng những cái vật liệu, chất liệu mà không thể tái chế. Câu 173, what is indicated? Cái điều gì được chỉ ra về Mirson? Vậy từ khóa chính là từ Mirson ha. Đáp án trước nha em, có ai? Nó plans, nó lên kế hoạch để mà seek, tìm kiếm feedback, phản hồi từ shareholders, từ cổ đông, những người giữ cổ phiếu đây em. Câu B, một vài những cái chai của nó đó thì được làm từ nhựa tái chế. Câu C, nó thì đang cắt giảm staff, nhân viên ở trong cái bộ phận warehouse là nhà kho. Câu D, một vài cái sản phẩm của nó thì không có require, yêu cầu padding. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào từ khóa là Mirson nha em. À, ở tin nhắn lúc đầu tiên luôn đúng không nào, có từ Mirson nè. Mình đọc lại câu này để xem Mirson là gì nha. À, tôi nghĩ rằng rất là quan trọng để mà chúng ta respect, tôn trọng cái mong muốn của họ. Vì thế tôi muốn tìm một số cách để mà giảm cái lượng chất liệu đóng gói mà không thể tái chế mà chúng ta đang sử dụng tại đây nè, là tại Mirson. Vậy thì Mirson chính là cái công ty mà Turner và những cái người khác ở trong cái tin nhắn này đang làm việc phải không em? Vậy thì chưa đáp án luôn. Nếu mà bây giờ chúng ta đọc tiếp thì sẽ rất là lâu ra và rất là dài. Vậy chúng ta sẽ dò từng đáp án nha em cho nó nhanh ha. Rồi, câu A đi, câu A, nó lên kế hoạch để mà tìm kiếm feedback phản hồi từ shareholders. Vậy từ khóa là từ nào để mình dạy có nhanh nào? Feedback và shareholders. Rồi bây giờ mình dò nha, xem chỗ nào có feedback và shareholders. Tin nhắn đầu tiên, dòng đầu tiên có từ shareholders phải không em? Rồi bây giờ mình đọc câu này nha, nó nói gì đây? Bạn có nghe rằng á, những cái cổ đông của công ty của chúng ta thì muốn chúng ta cut down, cắt giảm cái waste là rác thải. Vậy thì có nói đến cái việc là lên kế hoạch để mà tìm kiếm cái phản hồi của shareholders không em? Không có nói ha. Rồi bây giờ câu tiếp theo nè. Câu B, câu A là không có, là để đó ha. Câu B, một số cái chai của nó thì được làm từ nhựa tái chế. Vậy từ khóa là từ gì em? Bottles và recycled plastic phải không nào? Rồi bây giờ mình dò nha, xem chỗ nào có chai và nhựa tái chế. Cái này có bottles không em? Không có phải không nào? Chỉ có từ recyclable. Non-recyclable có nghĩa là không thể tái chế những cái vật liệu đóng gói chứ không phải nói về chai ha. Mình dò tiếp đoạn này có chai không? Có bottle không? À, không có. Đoạn tiếp theo, tin nhắn tiếp theo cũng không có bottle luôn. Tin nhắn lúc 2:35, có bottle không? À, có phải không nào? Đây, những cái chai, nhưng mà những cái chai gì em? Plastic, những chai nhựa thôi, chứ không có nói đến là những cái chai nhựa tái chế phải không nào? Không có phải là recycle plastic. Vậy câu B là sai rồi nè. Rồi câu C nha, nó đang cắt giảm nhân viên ở các bộ phận nhà kho. Vậy từ khóa chính là từ staff và warehouse. Rồi bây giờ mình cùng dò nha. Rồi tin nhắn đầu tiên có staff và nhà kho không em? Không có phải không nào? Tin nhắn thứ hai có staff và warehouse không? Cũng không có luôn. Tin nhắn số 3 cũng không có. 2:35, à, không có staff và warehouse luôn ha. Tin nhắn lúc 2:36 không có. Tin nhắn lúc 2:38 cũng không có staff và warehouse luôn. Tin nhắn lúc 2:39 cũng không có luôn phải không nào? Hai tin nhắn cuối cùng cũng không có luôn ha. Rồi mình tạm để đó nha. Rồi D, một số cái sản phẩm của chúng thì không có yêu cầu padding. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, padding ha. Và mình dò xem chỗ nào là padding. Thứ nhất không có, thứ hai không có, 2:34 cũng không có, 2:35 à, có từ padding nè phải không em? Padding. Rồi chúng ta cùng đọc câu này nha. Và only, chỉ những cái món đồ fragile mới cần thêm padding. Detergents của chúng ta đó, ví dụ cái detergents của chúng ta đó, à, đã được
đựng ở trong những cái chai nhựa rồi, vì thế chúng không có cần bất kỳ cái sự bảo vệ đặc biệt nào. Vậy thì padding có thể là một cái chất liệu gì đó để bảo vệ, phải không nào? Vậy thì khi đọc xong cái này thì em có thể hiểu là gì? Chỉ có những cái fragile items mới cần padding thôi, còn những cái sản phẩm khác, ví dụ như là detergent thì không có cần phải padding, đúng không nào? Vậy thì câu này nó nói là gì em? Câu đi là một số các sản phẩm thì không có yêu cầu padding là đúng không? À đúng phải không nào? Vậy đáp án chính xác là câu đi ha. Câu 174, what is suggested? Cái điều gì được nói về pouches? Về từ khóa chính là từ pouches ha. Đó là đáp án trước nha em. Câu A, chúng thì được làm từ plastic, là từ nhựa. Câu B, chúng thì mất thời gian nhiều hơn để sản xuất hơn là những cái chai. Câu C, chúng thì có nhiều kích cỡ ha. Câu D, chúng thì được patent bởi Mearsen. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò từ khóa xem pouches nằm ở đâu nha em. Rồi mình dò tiếp tin nhắn từ cái chỗ 2:35 trở đi nha. 2:36 nè, có pouches không? Không có nè. 2:38 cũng không có pouches luôn ha. 2:39 à, có từ pouches ở dòng thứ hai phải không nào? Chúng ta cùng đọc cái tin nhắn này nha. Some of our competitors, một số cái đối thủ cạnh tranh của chúng ta đó, thì bán những cái detergents ở trong những cái pouches mà nó có thể được sử dụng để làm đầy lại những cái chai rỗng, chai trống. Họ thì đang sử dụng, họ chính là những cái đối thủ đó em. Họ thì đang sử dụng plastic là nhựa, nhưng mà ít hơn nhiều ha. Vậy thì em xem nè, họ đang sử dụng bằng nhựa. Vậy thì họ đang sử dụng cái gì vậy em? À, những cái pouches đúng không nào? Vậy cái pouches làm từ nhựa đó. Vậy đáp án chính xác là câu A ha. Chúng được làm từ nhựa, được không nào? Câu 175, vào lúc 2:39 phút á, thì Mr. Poehler có ý là gì khi mà ông ta viết là we could do the same? Rồi đáp án trước nha em, câu A, ông ta có một cái ý tưởng là eliminating, loại bỏ hết tất cả những cái việc đóng gói bằng nhựa. Câu B, ông ấy là hy vọng sử dụng một cái loại container, vật chứa khác. Câu C, ông ấy đề xuất rằng á, một số cái detergents cần được cải thiện. Câu D, ông ấy muốn start, bắt đầu cộng tác với competitor, là đối thủ cạnh tranh ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò tin nhắn lúc 2:39 phút xem we could do the same nằm ở vị trí nào nha em. 2:39 phút đây, we could do the same là câu cuối cùng phải không nào? Vậy để hiểu được cái câu cuối cùng này có nghĩa là gì, chúng ta phải đọc những cái câu ở phía trước nha em nha. Rồi bây giờ cùng đọc nào. No, tôi chỉ muốn nói rằng là chúng ta có thể sử dụng nhựa hiệu quả hơn. Một số cái đối thủ cạnh tranh của chúng ta đó thì bán detergents ở trong những cái pouches mà nó có thể được sử dụng để mà làm đầy những cái chai mà trống rỗng đó. Họ thì đang sử dụng nhựa nhưng mà ít hơn nhiều ha. Chúng ta có thể làm giống như vậy. Chúng ta có thể làm giống như vậy có nghĩa là chúng ta làm sao em? Làm giống đối thủ đó, là bán detergents ở trong những cái pouches nè. Rồi vậy thì em sẽ đáp án là câu nào? Câu A, cái ý tưởng loại bỏ cái việc đóng gói là không có liên quan rồi nè, không có nói đến việc packaging ha. Câu B, sử dụng cái loại vật chứa khác thì có thể phải không em? Tại vì lúc đầu á, mình có đập detergent đó em, thì nó được chứa ở trong cái gì ha? Lúc đầu chúng ta có dò rồi là detergents ở tin nhắn lúc 2:35 đó em, đây nè, thì đang đựng ở trong những cái plastic bottles, là những cái chai nhựa phải không nào? Nhưng mà bây giờ á, thì muốn làm giống đối thủ là đựng ở đâu em? Trong những cái pouches ha. Vậy thì rất có khả năng đáp án là câu B. Em đọc lại câu C thử xem. Ông ta đề xuất là cái detergent phải được cải thiện, không có liên quan. Câu C, ông ta muốn á, là bắt đầu cộng tác với đối thủ. Cái này càng sai nữa, vì đáp án chính xác là câu B ha. Là lúc đầu detergents đựng ở trong những cái chai nhựa, lúc sau thì muốn làm giống đối thủ là đựng trong những cái pouches ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào. Tin nhắn lúc 2:30 phút, Turner nó là gì? Did you hear that? Bạn có nghe rằng á, những cái shareholders, mình có từ holders là người nắm giữ nè, share là cổ phiếu. Những người nắm giữ cổ phiếu thì mình gọi là cổ đông nha em. Bạn có nghe rằng những cái cổ đông của công ty của chúng ta đó thì muốn chúng ta cut down on something có nghĩa là cắt giảm cái gì đó nha em. Cắt giảm cái gì ha? Muốn chúng ta cắt giảm waste là lượng rác thải đó em. Waste là rác thải ha. I think, tôi nghĩ rằng rất là quan trọng để chúng ta respect là tôn trọng nha. Respect là tôn trọng. Để chúng ta tôn trọng những cái mong muốn của họ. So, vì thế tôi muốn fight, tìm ra một số cái cách để mà reduce, giảm cái lượng. Materials có nghĩa là vật liệu hay là chất liệu đó em. Chất liệu hay là vật liệu ha. Packaging là đóng gói nha. Package, đóng gói ha. Vật liệu đóng gói, recyclable. Mình có từ recyclable có nghĩa là có thể tái chế. Có thể tái chế ha. Có thể tái chế được. Rồi none là không đó em. Non-recyclable có nghĩa là không thể tái chế. Được không nào? Quý vị lại cả câu để em dễ hiểu hơn nha. Tôi muốn tìm một số cái cách
để mà giảm cái lượng vật liệu, chất liệu đóng gói mà không thể tái chế được, mà chúng ta đang use, đang sử dụng tại đây nè, tại Misen. Bà Moore tin nhắn lúc 2:31 mới nói là gì? Chúng ta đó thì gần đây đã lessen, mình có từ lessen bằng với lại từ reduce đây, có nghĩa là giảm ha. Gần đây chúng ta đã giảm được cái lượng plastic foam, mình có từ foam đó là miếng xốp, mút xốp đây, mút xốp, miếng xốp bằng nhựa ha, mà chúng ta đặt vào trong những cái hộp, giảm được 40%, được không nào? Is there anything else? Có bất kỳ cái việc gì khác mà chúng ta có thể làm nữa không? Rồi, Turner tin nhắn lúc 2:34 mới nói là gì? Could we eliminate? Eliminate có nghĩa là loại trừ hay là loại bỏ nha. Loại trừ hay là loại bỏ ha. Loại trừ, loại bỏ. Chúng ta có thể loại trừ, loại bỏ. Completely là hoàn toàn nha. Hoàn toàn. Hoàn toàn. Loại trừ, loại bỏ hoàn toàn cái foam, cái miếng mút xốp. Và start using, và bắt đầu sử dụng cái newspaper là giấy báo đem shredded, là được xé vụn ra ha, xé vụn ra, được xé vụn ra. Instead thay vào đó được hay không? Rồi, Polar tin nhắn lúc 2:35 mới nói là gì? Và chỉ có những cái items, những cái món đồ fragile, mình có từ fragile có nghĩa là dễ vỡ nha em, dễ vỡ, hàng dễ vỡ đó, dễ vỡ ha. Và chỉ có những cái mặt hàng dễ vỡ đó cần thêm cái padding, mình có từ padding có nghĩa là vật đệm hay là vật lót nha, vật đệm hay là vật lót ha, padding. Quý vị lại nha, và chỉ có những cái mặt hàng dễ vỡ thì mới cần thêm vật đệm, vật lót thôi. Rồi, detergents có nghĩa là chất tẩy đó em, chất tẩy ha, detergents, chất tẩy. Những cái chất tẩy của chúng ta đó, for instance, ví dụ, thì đã được bỏ, được cho vào trong những cái chai nhựa rồi. Vì thế, chúng không có cần bất kỳ cái sự bảo vệ đặc biệt nào nữa. Polar, 2:36 mới nói là gì? Instead of, thay vì cứ tập trung vào, cứ chỉ tập trung vào cái vật liệu vận chuyển đó, thì tại sao chúng ta cũng không thay đổi một số cái containers, là cái vật chứa, vật đựng đó em. Containers, vật chứa, vật đựng ha. Tại sao chúng ta cũng không thay đổi luôn những cái vật chứa, vật đựng, những cái sản phẩm của chúng ta? Rồi, Turner mới nói là gì? Are you proposing? Có phải là bạn đang đề xuất cái việc là chúng ta sử dụng cái loại chất liệu khác cho cái vật chứa của chúng ta hay không? Tôi không hiểu là làm thế nào mà nó có thể được tốt hơn. Rồi, Polar mới nói là gì? No, không. Tôi chỉ đang nói rằng là chúng ta có thể sử dụng plastic, nhựa, efficiently, là hiệu quả đó em, hiệu quả ha, efficient, efficiently, hiệu quả. Chúng ta có thể sử dụng nhựa một cách hiệu quả hơn. Một số cái competitors là gì em, đối thủ cạnh tranh của chúng ta đó, thì bán detergent, chất tẩy ở trong những cái pouches. Mình có cái từ pouch, nguyên mẫu là pouch đó em, có nghĩa là túi nhỏ ha, túi nhỏ. Bán những cái chất tẩy ở trong những cái túi nhỏ mà nó có thể được dùng để mà refill, là làm đầy á em, làm đầy ha, để mà châm đầy lại những cái chai rỗng, chai trống, được không nào? Rồi, they are using plastic, họ đang sử dụng nhựa, nhưng mà nó ít hơn nhiều, phải không nào? Chúng ta có thể làm giống như vậy. Bà Turner mới nói là gì em? That would actually, mình có từ actually là thật sự ha, thật sự. Điều đó thật sự là cũng tiết kiệm tiền cho chúng ta nữa. Rồi, Moore mới nói là gì? I'll look into, mình có từ looking to có nghĩa là nghiên cứu nha em. Tôi sẽ nghiên cứu và xem xét xem liệu rằng chúng ta có thể thực hiện cái thay đổi đó không, được không nào? Câu 172 mình có từ distribution, có nghĩa là sự phân phối, sự phân phát nha. Sự phân phối, sự phân phát ha. Rồi, vậy câu A có nghĩa là cái kích cỡ của mạng lưới phân phối đó. Câu 175 mình có từ cooperate with, có nghĩa là cộng tác với ai ha. Cộng tác hay là hợp tác với ai á, cộng tác với ai. Được không nào? Ok. Bài tiếp theo từ câu 176 đến câu 180. Bài này có hai bài đọc nha. Bài đọc số 1 là announcement, là một cái thông báo. Bài đọc số 2, advertisement, là một cái quảng cáo ha. Câu 176, what is the main topic? Cái chủ đề chính của cái announcement, cái thông báo là gì? Là bài số 1 phải không em? Đó là bài án trước nha. Câu A, a delay, một cái sự trì hoãn trong cái việc khai trương của một cái tòa nhà. Câu B, một cái sự kiện công ty đang diễn ra. Câu C, một cái nhân viên nhận được promotion, là sự thăng tiến, sự thăng chức ha. Câu D, một cái chương trình đào tạo nhân viên mới. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối của bài số 1 nha em. Đoạn đầu nào, cùng dịch với cô nha. Đây có cái tựa đề mình dịch luôn đi em. Bentota Beach Hotel, cái khách sạn ở bãi biển Bentota đó, đã nhận được cái sự lãnh đạo rất là mạnh. Rồi, những cái resort Goldfront á, một trong những cái chuỗi accommodation, là chỗ ở, hay mình dịch là khách sạn nha em, một trong những cái chuỗi khách sạn đáng tin cậy nhất ở Ấn Độ, đã chọn Great Sunderland trở thành một director, là giám đốc dịch vụ khách hàng tại cái trụ sở, cái địa điểm mới nhất của nó là cái khách sạn này nè.
Ok, vậy thì em xem nó đang nói về việc gì vậy em? Một người được chọn làm giám đốc dịch vụ khách hàng phải không nào? Vậy thì em xem đi, đáp án là câu gì ha? À, câu C phải không? Một cái nhân viên được nhận một cái sự thăng tiến ha, một cái sự thăng chức được không nào? Đáp án là câu C nha. Câu 177, according to the announcement, theo như cái thông báo là bài số 1 với em, thì cái nào sau đây thì không phải là responsibility, trách nhiệm của cái giám đốc dịch vụ khách hàng. Rồi từ khóa là từ nào vậy em? Responsibility phải không nào? Và đây là câu hỏi dạng loại trừ, chúng ta đọc từng đáp án và giao từng đáp án nha em. Câu A trước nào? Managing, quản lý cái hệ thống đặt chỗ. Rồi từ khóa là từ nào em hả? Booking system phải không? Bây giờ chúng ta dò xem booking system nằm ở vị trí nào và ở đó có từ responsibility hay không nha em. Rồi bài số 1 nào, mình dò tiếp đi em. Những dòng còn lại xem có responsibility hay là booking system hay không? Dòng này không có phong nào, dòng này cũng không có, dòng này cũng không có, dòng này thì sao em? Cũng không có luôn. Đoạn tiếp theo, đoạn số 2 nha em. Dòng thứ nhất không có ha, dòng thứ hai nó không có từ booking, em có từ gì vậy em? Reservation. Reservation cũng là đặt chỗ trước, nên vậy nó cùng nghĩa với từ gì em? Booking. Mà ở gần đó có cụm gì nữa nào? Be in charge of, là chịu trách nhiệm đó em. Nó cũng gần nghĩa với từ responsibility phải không nào? Chúng ta dịch nhanh ra câu này nha. Ông ấy sẽ chịu trách nhiệm về cái việc reservation, đặt chỗ trước và cái hệ thống check-in, làm thủ tục nhận phòng. Ok, vậy ông ta chịu trách nhiệm hai cái phải không em? Thứ nhất là reservation system, cái hệ thống đặt chỗ, và cái thứ hai là hệ thống check-in. Rồi vậy em xem câu A có không? Câu A có ha. Rồi bây giờ câu B nè. Organizing, tổ chức những cái hoạt động leisure, là vui chơi. Rồi bây giờ em xem em có cái hoạt động vui chơi không em? Giờ tiếp nha, có không? Không có phải không nào? Tiếp theo cũng không có, tiếp theo có từ fun nè phải không em? Có từ fun ha. Fun, fun là vui chơi đó, vui nhộn đó. Vậy chúng ta dịch thử câu này nó là gì đây? Last but not least, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, thì ông ta sẽ giúp coordinate, điều phối nhiều cái pursuit vui nhộn cho khách hàng, từ những cái môn thể thao dưới nước cho đến những cái chuyến tham quan về văn hóa. Vậy thì theo em pursuits này là gì em? Là những cái hoạt động phải không nào? Tại vì ở phía sau nó kể ra nè, thể thao dưới nước nè, rồi đi tham quan văn hóa nè phải không nào? Vậy thì câu B có không em? Tổ chức những cái hoạt động vui chơi có luôn phải không nào? Rồi tiếp câu C nha. Câu C, providing service, cung cấp dịch vụ training, có nghĩa là gì em? Cung cấp cái đào tạo ha cho cái nhân viên á. Rồi bây giờ chúng ta dò xem từ khóa là từ nào em? Training staff phải không nào? Rồi bây giờ mình dò xem ông ta có đào tạo nhân viên hay không nha. Rồi em dò lại cái đoạn này đi, tại vì đoạn này nói về trách nhiệm của ông ấy nè. Có training staff không em? Đây có từ staff training nè, mình dịch cái câu này nha. Cũng như vậy thì ông ta cũng sẽ responsible for, chịu trách nhiệm cho việc đào tạo nhân viên. Vậy thì câu C có không em? Có phải không nào? Là cung cấp cái việc đào tạo dịch vụ cho nhân viên ha. Rồi vậy chắc chắn đáp án là câu gì rồi? Câu D, xử lý complaints, là những cái đơn phàn nàn về cái cơ sở vật chất đó. Em dò lại xem có complaints gì không? Đâu có đâu phải không? Nên chúng ta dò không có complaint gì hết ha. Rồi vậy đáp án chắc chắn là câu D rồi, được không nào? Câu 178, what is suggested, điều gì được nói về ông Sunderland? Về từ khóa chính là Mr. Sunderland. Nhưng mà em để ý là cả cái bài 1 lúc này nó nói về ông Sunderland phải không? Vậy nếu chúng ta dò từ khóa là ông Sunderland thì sẽ rất là lâu và rất là khó ra. Vậy với dạng này chúng ta đọc từng đáp án đi em cho nó nhanh ha. Cho từng đáp án nào, câu A, he began, ông ta bắt đầu cái sự nghiệp của ông ta đó ở Goldfront Resort. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Career ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò xem career nằm ở vị trí nào vậy em? Bài số 1 em dò nhanh qua xem. Có phải ở dòng thứ tư phải không nào? Có từ career nè em. Career. Rồi bây giờ đọc nhanh qua cái câu này nha. He has over 20 years. Ông ta có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ khách sạn nhà hàng. Và the last decade, decade là 10 năm nè em. The last là gần nhất. Với 10 năm gần nhất á, trong cái sự nghiệp của ông ấy thì dành ra với cái gì em? Goldfront Resort. Có nghĩa là gì em? Cái sự nghiệp làm dịch vụ nhà hàng, khách sạn của ông ấy là bao nhiêu năm? 20 năm lận. Nhưng mà 10 năm gần đây nhất thì ông ta mới về làm cho Goldfront Resort. Vậy thì em xem câu A có đúng không? Sai phải không nào? Ông ta bắt đầu sự nghiệp ở đây là sai. 10 năm gần đây nhất mới làm mà. Ok, rồi câu B nha. Ông ta đã develop, phát triển một cái business expansion plan, kế hoạch mở rộng doanh nghiệp. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Business expansion plan phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta dò xem có expansion plan ở đâu không nha. Dò tiếp đi em, có không? Không có phải không nào? Không có. Rồi đoạn số 2 nha. Em dò xem có expansion plan hay không? Expansion plan. Không có phải không nào? Tiếp theo.
Không có. Không có luôn, vậy cả hai cái đoạn này là không có hết, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta để đó nha. Trước tiên là để đó đi. Rồi bây giờ câu C nè. He was employed, ông ta đã được thuê tại Virgil Paradise. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Virgil Paradise, phải không nào? Rồi đọc đáp án. Dò lại đi em. Dò lại cả cái đoạn này xem có Virgil Paradise không? Không có đúng không nào? Lúc này chúng ta dò đâu có thấy đâu. Vậy thì em dò nhìn qua thử bài số 2 đi. Tại vì đây là một cái tên riêng, nó rất là dễ nhìn ha. Em dò xem có không? Có nè, Virgil Paradise nè em. Ok, rồi vậy rất có khả năng đây là một cái câu liên hệ. Em sẽ đọc thông tin về cái Virgil Paradise nha. À, nó là một cái chuyến đi tàu 20 phút từ cái airport là sân bay. Có nghĩa là nó cách sân bay 20 phút đi tàu, đi thuyền đó em. Occupies, nó chiếm đóng toàn bộ cái island là hòn đảo luôn. Vậy có nghĩa là cái Virgil Paradise này nó nằm trên một cái hòn đảo, phải không nào? Thì bây giờ chúng ta dò ngược lên ở phía trên xem có cái gì là island, đảo hay không. Rồi có không em? Em nhìn sơ qua xem. À có phải không nào? Ở đoạn số 1 có từ island nè, em thấy chưa? Island. Vậy đọc câu này nha. Most recently, gần đây nhất á, thì ông ta đã serve as, làm việc như là một cái quản lý front office tại cái địa điểm đảo của chúng tôi. Vậy ông ta đã làm việc trên đảo phải không em? Vậy thì em xem nè, đáp án là câu C có đúng không? Ông ta đã được thuê tại Virgil Paradise. À đúng rồi ha, vậy đáp án chính xác là câu C. Đây là một cái câu liên hệ nha em nha. Câu 179, what is true, điều gì thì đúng về Girlfriend Resorts. Vậy từ khóa chính là Girlfriend Resort phải không em? Nhưng cái từ khóa này em thấy nãy giờ nó xuất hiện xuyên suốt cả các bài đọc phải không nào? Vậy thì đây là một cái từ khóa khá là chung chung. Nếu chúng ta dò từ khóa này đó em thì sẽ khá là lâu ha. Và chúng ta dò từng đáp án đi nào. Câu A ha, its first location, cái vị trí, địa điểm đầu tiên của nó đó, gần đây đã tăng capacity là sức chứa của nó lên. Ok, vậy từ khóa là từ nào vậy em? First location, increase capacity, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng dò nha. Địa điểm đầu tiên, nãy giờ chưa có dò đoạn số 2 em. Bây giờ còn có hai câu cuối cùng thôi. Vậy bây giờ mình dò bài đọc số 2 nha. À có Girlfriend Resort luôn nè em. Ok, rồi bây giờ em dò địa điểm đầu tiên đi, xem có hay không. Đoạn này có location nhưng có nói gì đến the first location không em? Không có, bỏ qua ha. Dòng tiếp theo cũng không có luôn. Dòng tiếp theo cũng không có luôn. Rồi xuống dưới cái bảng nè, our resorts, những cái resort của chúng tôi. Rồi có 5 cái phải không em? Cái đầu tiên Komari Cove. Rồi có từ gì nè em? Original. Em ơi, original có nghĩa là gì vậy? Ban đầu hay là đầu tiên đó? Ban đầu hoặc là đầu tiên ha. Original. Rồi property có nghĩa là bất động sản. Bất động sản có thể là một cái tòa nhà, một cái trụ sở, một cái căn phòng. Chỗ này property có nghĩa là gì vậy em? Cái resort đó ha. Cái resort đầu tiên, cái trụ sở đầu tiên của chúng tôi gần đây đã expand, mở rộng ra 315 phòng. Vậy thì em ơi, câu 179 câu ai có đúng không? Địa điểm đầu tiên của nó gần đây đã mở rộng cái sức chứa, đã tăng cái sức chứa lên. À, chính xác ha, vậy đáp án là câu A, đánh được liền luôn, không cần phải dịch BCD nữa nha em. Câu 180, làm thế nào á, bằng cách nào mà người ta có thể có được những cái thông tin về những cái hoạt động của resort? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Information resort activities, phải không nào? Đó là đáp án trước nha, câu A. Check website nè, câu B. Gọi điện cho một cái số liên hệ, câu C. Liên hệ với lại nhân viên du lịch, câu C. Gửi một cái tin nhắn, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng dò đi em. Câu cuối cùng rồi, dò bài số 2 ha. Dò cái đoạn cuối cùng thử xem có cái gì không em. Có cái email nè, em đọc câu này thử nha. Bạn có thể tìm thấy những cái thông tin, ok, có information nè, về những cái hoạt động có sẵn tại mỗi resort tại cái email này. Đánh được ngay đáp án là câu gì vậy em? À, câu A ha, bằng việc kiểm tra website, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Cam nha. Bài đọc số 1, một cái announcement, một cái thông báo. Hotel, khách sạn, bãi biển Bentota đã có được cái leadership, là cái sự lãnh đạo đó em. Có được cái sự lãnh đạo, cái người lãnh đạo mạnh ha. Rồi, cái chuỗi resort Girlfriend á, là một trong những cái chains, là chuỗi đó em. Là một trong những cái chuỗi accommodation, có nghĩa là chỗ ở, phòng ở đó, người ta gọi là accommodation. Vậy mình tạm dịch là khách sạn nha em nha. Cái chuỗi khách sạn trusted là đáng tin cậy ha. Đáng tin cậy. Cô dịch lại nha. Một trong những cái chuỗi khách sạn đáng tin cậy nhất ở Ấn Độ đã chọn Greg Sunderland như là một cái director. Director có nghĩa là giám đốc nha em. Giám đốc ha. Đã chọn ông Sunderland á, trở thành cái giám đốc dịch vụ khách hàng ha. Tại cái property, mình có từ property có nghĩa là bất động sản, rất là hay gặp rồi phải không em? Bất động sản thì có thể là một cái mảnh đất, một cái tòa nhà,
hay là một cái trụ sở nào đó, chỗ này mình dịch là trụ sở hay là khách sạn nha em. Tại cái trụ sở mới nhất của nó hay là khách sạn mới nhất của nó đó chính là khách sạn bãi biển Bentota. Ông Sunderland sẽ assume. Mình cái từ assume đó em có hai nghĩa hay gặp. Nghĩa thứ nhất là cho rằng ha. Nghĩa thứ hai là đảm đương hay là đảm nhiệm đó em. Đảm đương hoặc là đảm nhiệm ha. Và chỗ này có nghĩa là đảm đương, đảm nhiệm đó em. Tại vì ở phía sau có từ role và vai trò nè. Cô dịch lại nha. Ông Sunderland sẽ đảm đương, đảm nhiệm cái vai trò mới của ông ấy vào ngày 14 tháng 6, 3 tuần trước khi cái resort bắt đầu operate. Có nghĩa là hoạt động ha. Hoạt động. Operate, hoạt động. Rồi tiếp lúc nào. Ông ấy đã có hơn 20 năm experience, kinh nghiệm trong cái ngành hospitality. Mình có từ hospitality có nghĩa là ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn đó em. Ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn ha. Rồi cô dịch lại chỗ này nha. Ông ấy đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong cái ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn. Với the last decade. Decade là thập niên, là 10 năm. 10 năm gần nhất trong cái career là sự nghiệp nha em. Sự nghiệp của ông ấy thì làm việc ở Gold Front Resort ha. Most recently, gần đây nhất thì ông ấy service là làm việc như là front office manager. Manager là quản lý nè em. Front office là phòng giao dịch ha. Phòng giao dịch. Gần đây nhất thì ông ta đã làm việc như là một cái quản lý của cái phòng giao dịch tại cái địa điểm ở trên đảo của chúng tôi ha. Island là đảo. Rồi detail, bởi vì cái accomplishment là thành tựu đó em. Bởi vì những thành tựu của anh ấy ha. Ở đó thì ông ấy được mong đợi, được dự đoán là excel in. Mình có từ excel in có nghĩa là nổi trội, vượt trội hay là xuất sắc đó em. Vượt trội hoặc là xuất sắc ha. Vượt trội hoặc là xuất sắc. Ok, ông ta được mong đợi, được dự đoán là sẽ vượt trội, xuất sắc ở trong cái vị trí cao hơn như là một cái director, là giám đốc dịch vụ khách hàng, được không nào? Rồi, tại cái khách sạn Bentoba Beach này nè, thì ông Sunderland á, sẽ supervisor là giám sát tất cả những cái nhân viên, những người mà làm việc trực tiếp với khách hàng ha. Ông ta sẽ be in charge of, có nghĩa là phụ trách về cái gì đó ha. Be in charge of, phụ trách về. Cô đi xuống đây nha, phụ trách về ha. Ông ta sẽ phụ trách về cái việc system, cái hệ thống reservation là đặt chỗ trước và check-in là làm thủ tục nhận phòng đấy em. Cũng như vậy thì ông ta cũng sẽ be responsible for it. Be responsible for cũng có nghĩa là chịu trách nhiệm về cái gì đó nha. Chịu trách nhiệm về cái gì đó. Cũng như vậy thì ông ta cũng sẽ chịu trách nhiệm về cái việc đào tạo nhân viên. In order to, để mà giúp chúng ta maintain là gì em? Duy trì ha, được cái dịch vụ chất lượng. Quality là chất lượng, được không nào? Chất lượng ha. Duy trì được cái dịch vụ chất lượng. Và last but not least, có nghĩa là cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó em. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng thì ông ta sẽ giúp coordinate, có nghĩa là điều phối nha em nha. Coordinate, điều phối. Ông ta sẽ giúp điều phối, arrange rất là nhiều hay là hàng loạt những cái pursuits là hoạt động nha em. Pursuits là hoạt động ha. Pursuits, hoạt động. Điều phối rất là nhiều hay là hàng loạt những cái hoạt động fun là vui chơi cho khách hàng, từ những cái môn thể thao dưới nước cho đến excursions. Mình có từ excursions có nghĩa là chuyến tham quan đó em. Cho đến những cái chuyến tham quan ha. Chuyến tham quan. Những cái chuyến tham quan cultural là những cái chuyến tham quan về văn hóa, được không nào? Rồi. Bài tập số 2 ha, là một cái quảng cáo Gold Front Resorts, cái chuỗi resort Gold Front có cái gì đó cho mọi người nè. Rồi, with the opening, với cái việc khai trương cái địa điểm ở Bentoba Beach, luxurious. Luxurious có nghĩa là sang trọng hay là xa xỉ đó em, sang trọng ha. Thì chúng tôi bây giờ có tổng cộng là 5 resorts, 5 cái resorts để mà chọn lựa xuyên suốt Ấn Độ. Whatever your budget. Budget là ngân sách em, whatever your budget, có nghĩa là cho dù ngân sách của bạn như thế nào đi nữa ha. Cho dù ngân sách của bạn như thế nào đi nữa. Whatever your budget, cho dù ngân sách của bạn như thế nào đi nữa. Cho dù là bạn đang tìm kiếm để mà vui chơi hay là relaxation, thư giãn, nghỉ ngơi, thư giãn ha. Thì chúng tôi cũng cung cấp cho bạn những cái trải nghiệm ideal là lý tưởng nha em nha. Những cái trải nghiệm lý tưởng tuyệt vời ha. Lý tưởng tuyệt vời. Rồi xuống dưới lúc nào những cái resort của chúng tôi. Resort đầu tiên là Comerica Cove, là cái property, cái trụ sở, cái bất động sản em, cái trụ sở, cái khách sạn original. Original có nghĩa là ban đầu hay là đầu tiên em ha. Ban đầu hay là đầu tiên. Cái trụ sở ban đầu, cái khách sạn ban đầu, cái khách sạn đầu tiên của chúng tôi á, thì gần đây đã expanded, là đã mở rộng ra ha. Đã expanded, đã mở rộng ra đến 315 phòng, nhiều hơn bất kỳ những cái địa điểm nào khác của chúng tôi. Rồi, cái resort thứ hai á, là Matara Oceanside, phải không nào?
Đây là cái sự lựa chọn affordable, có nghĩa là giá cả hợp lý đó em. Giá cả phải chăng đó ha. Phải chăng hay là hợp lý ha, phải chăng. Đây là một cái sự lựa chọn có giá cả phải chăng nhất của chúng tôi. Nó đi bộ một quãng ngắn từ cái bãi biển công cộng nổi tiếng. Vậy có nghĩa là nó cách cái bãi biển công cộng nổi tiếng á, khoảng đi bộ một cái khoảng ngắn thôi, được không nào? Trên mainland có nghĩa là đất liền đó em. Mainland là vùng đất liền đó ha. Rồi tiếp, khách sạn tiếp theo nè em. Tangela Retreat được đặt tên là Best Resort bởi cái tạp chí này nè. Rồi, bao gồm 40 cái biệt thự riêng ha, villas, biệt thự riêng ở trên cái bãi biển đất liền. Rồi, tiếp theo Virgula Paradise thì from cách cái sân bay này nè em, đi khoảng đi thuyền 20 phút ha. Đi thuyền khoảng 20 phút từ cái sân bay đó, có nghĩa là cách cái sân bay đó một cái chuyến thuyền đi tàu khoảng 20 phút là tới ha. Occupies nó chiếm island là hòn đảo, entire là toàn bộ. Nó chiếm đóng ở toàn bộ một cái hòn đảo luôn, được không nào? Rồi tiếp theo đó là Bentota Beach. Best suit for là phù hợp nhất cho những ai mà muốn có một cái kỳ nghỉ năng động, được tọa lạc ở trên một cái bãi biển lướt sóng ở trên đất liền rất là nổi tiếng, được không nào? Rồi bạn có thể tìm thấy những cái thông tin về những cái hoạt động mà có sẵn tại mỗi cái resort ở website này. Và bạn cũng có thể make an online reservation, đặt chỗ trước online một cách rất là tiện lợi ở trên website đó luôn, được không nào? Có 176 câu xin mình có từ promotion. Promotion có 3 nghĩa, thứ nhất là thăng tiến, thứ hai là khuyến mãi và thứ ba là quảng cáo. Cái này có nghĩa là thăng tiến nè, sự thăng tiến ha. Đối với con người á, là sự thăng tiến, được không nào? Vậy câu C có nghĩa là một cái nhân viên nhận được một cái sự thăng tiến, thăng chức ha. Có 177 mình có từ leisure activities, có nghĩa là những cái hoạt động vui chơi giải trí nè. Hoạt động vui chơi giải trí ha, leisure. Hoạt động vui chơi giải trí. Hoạt động vui chơi giải trí ha. Rồi. Ok. Có 178 mình có từ expansion, là danh từ của từ expand ở trên đó em. Expand là mở rộng, động từ là mở rộng, còn danh từ là sự mở rộng, expansion ha. Rồi có 179 mình có từ capacity. Capacity có nghĩa là sức chứa nha em. Sức chứa, cái này có nghĩa là sức chứa ha. Ngoài ra nó còn có nghĩa là khả năng nữa. Đối với người thì dịch là khả năng ha, còn với vật là sức chứa. Vậy câu A mình dịch là gì? Cái địa điểm đầu tiên của nó thì gần đây đã tăng cái sức chứa của nó lên ha. Câu C mình có từ budget resort. Resort là cái khu nghỉ dưỡng đó em, budget là ngân sách. Nhưng mà budget resort có nghĩa là cái resort bình dân đó em, resort bình dân ha. Budget resort là những cái khu nghỉ dưỡng bình dân đó em, thì nó có cái quy mô nhỏ ha, và nó sẽ tiết kiệm chi phí cho những người đi nghỉ dưỡng, được không nào? Bài tiếp theo từ câu 181 đến câu 185. Bài này gồm có hai đoạn văn tương ứng với hai cái email nha em. Câu 181, what is suggested, điều gì được nói về Spin Jenny 400? Về từ khóa chính là Spin Jenny 400 ha, đó là bán trước đi em, câu A. Nó có thể được purchase, được mua, mà chưa có lắp ráp, assemble là lắp ráp, unassemble là chưa lắp ráp ha. Câu B, nó được manufacture, được sản xuất ở một cái cơ sở địa điểm ở San Francisco. Câu C, nó được làm từ những cái chất liệu lightweight là nhẹ cân, nhẹ ký. Câu D, nó đã được đính kèm thêm một cái ưu đãi đặc biệt. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò xem Spin Jenny 400 nằm ở vị trí nào vậy em. Câu đầu tiên thì dò bài số 1 trước ha. Ngay dòng đầu tiên luôn phải không nào, Spin Jenny 400. Rồi cùng đọc cái câu này với cô nha. Tôi gần đây đã mua Spin Jenny 400 của công ty của bạn á, trực tiếp từ một cái website và mang nó đến một cái cửa hàng xe đạp ở địa phương để mà assembly là lắp ráp. Vậy em ơi, lúc mà mua thì nó chưa có lắp ráp, phải không nào? Mua trực tiếp từ website chưa có lắp ráp, sau đó mang đến cái cửa hàng xe đạp để lắp ráp. Vậy thì đáp án là câu nào vậy em? Đáp án chính là câu A ha. Nó có thể được mua mà chưa có lắp ráp, được không nào? Câu 182, what is mentioned, điều gì được đề cập về Mr. Mercado? Vậy từ khóa chính là Mr. Mercado, được không nào? Rồi bây giờ em xem Mr. Mercado ở bài nào? Ở bài số 1 và ông ta là người viết ha. Rồi đáp án trước nha em, câu A. Ông ta đã mua cái xe đạp từ cái cửa hàng địa phương. Câu này là sai rồi phải không? Lúc nãy nói là gì? Ông ta mua ở website rồi mới mang đến cửa hàng địa phương để mà lắp ráp, chứ không có mua ở cửa hàng địa phương nha em. Rồi câu B nè, ông ta đã trả thêm phí cho cái việc giao hàng express và nhanh là tốc hành á. Câu C, ông ta có một vài cái sự lựa chọn thay thế. Câu D, ông ấy có một cái món đồ được lắp ráp miễn phí. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò tiếp cái email số 1 nha em. Từ chỗ however phải không nào? However, tuy nhiên trong lúc mà lắp ráp cái xe đạp lại đó, thì mechanic, cái người thợ đó, chú ý thấy rằng cả hai cái bộ brakes đã bị defective, là bị lỗi. Chưa có đáp án không nào, đọc tiếp đi em. Tôi đã liên hệ với lại cái bộ phận dịch vụ khách hàng về cái vấn đề này, và representative, người đại diện của bạn đó, tên là Nora Santos, đã thông báo với tôi rằng tôi có hai sự lựa chọn.
Ok, có hai sự lựa chọn này em, nhưng bây giờ mình đọc tiếp đi. Coi sự lựa chọn về cái gì, tại vì đáp án nó nói là gì em? Sự lựa chọn thay thế, phải không nào? Replacement option. Mình đọc tiếp xem sự lựa chọn đó có phải là sự lựa chọn để thay thế hay không nha. Có hai sự lựa chọn, cô ấy nói rằng tôi có thể đi đến cái chỗ bán lẻ ở địa phương á để mà có cái bricks được thay thế miễn phí, hoặc là tôi có thể có những cái bộ phận thay thế gửi đến địa chỉ của tôi luôn. Vậy thì có hai sự lựa chọn đều liên quan đến gì hết em? Replacement hết phải không nào? Vậy đáp án là câu gì? Đáp án chính xác là câu C ha. Ông ấy có một vài cái sự lựa chọn thay thế, một vài hai đó em. Ok được không nào? Câu 183, why, tại sao cái email thứ hai được viết? Đây là dạng câu hỏi về mục đích của email. Chúng ta đọc đáp án trước nha em. Sau đó đọc đằng đầu hoặc đằng cuối ha. Đọc đáp án trước nào. Câu A, to investigate, để điều tra về nguyên nhân của một cái lỗi gì đó. Câu B, attempt, cố gắng giải quyết một cái tình huống, một cái trường hợp. Câu C, question, hỏi về cái hiệu lực của một cái quy định, một cái luật lệ ha. Câu D, để đề xuất, đề nghị một cái sự áp dụng penalty, hình phạt. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò xem email thứ hai nói gì nha em. Đọc đoạn đầu nè. Ông Mercado thân mến, tôi rất là tiếc khi mà nghe về cái vấn đề liên quan đến cái hàng hóa gần đây bạn vừa mới mua là Spin Jenny 400. Có nghĩa là ông Mercado là khách hàng, khi mà mua thì gặp cái sản phẩm bị lỗi phải không nào? Và bên này gửi lời xin lỗi đến phải không em? Rồi gì nữa? I have looked into, tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu về cái vấn đề và đã discover, phát hiện ra rằng á, một cái người đại diện của chúng tôi đã cho cái thông tin nó không được chính xác, cho bạn cái thông tin không được chính xác ha. Và bây giờ em xem, đáp án là câu nào? Câu A, để điều tra về nguyên nhân của một cái lỗi, có điều tra nữa không em? Không, đã phát hiện ra được tại sao rồi mà phải không? Đâu có điều tra nữa đâu, họ đã điều tra rồi mà. Vậy câu A là sai ha. Rồi câu B, cố gắng giải quyết một cái tình huống, một cái trường hợp, rất là có thể phải không nào? Tại vì cái người ở phía trên, người ta đang viết thư phàn nàn, thì ở dưới này phải giải quyết cái thư phàn nàn đó phải không nào? Rồi còn câu C là gì em? Hỏi về cái giá trị của một cái quy định luật lệ không có liên quan nè. Câu D, đề xuất áp dụng hình phạt, sao mà phạt được, người ta đang complain, phàn nàn về cái sản phẩm của mình, sao mình phạt được ha. Vậy đáp án chỉ có thể là câu gì thôi? Câu B, cố gắng giải quyết cái tình huống, cái trường hợp phải không nào? Câu 184, Nora Santos sẽ làm gì? Về từ khóa chính là Nora Santos. Đó là đáp án trước nha em. Câu A, viết một cái lá thư xin lỗi gửi đến khách hàng. Câu B, có cái sự đào tạo thêm, có nghĩa là được đào tạo thêm đó em. Câu C, gửi một cái món đồ đến một cái địa chỉ cập nhật. Câu D, nói chuyện với lại salesperson, nhân viên bán hàng. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò xem Nora Santos ở đâu nha. Dò tiếp bài số 2 ha. Em dò xem có không? Đoạn này có Nora Santos không? Không có phải không nào? Đoạn tiếp theo cũng không có luôn. Vậy rất có khả năng đây là câu liên hệ, bởi vì chúng ta đã bắt đầu dò qua những cái bài số 2 rồi phải không? Nhưng mà trong bài số 2 lại không có tên này. Vậy bây giờ em dò ngược lên bài số 1 nha. Coi chừng nó liên hệ với bài số 1. Xem có Nora Santos không em? Có phải không nào? Đây, đoạn số 2, dòng thứ 2. Vậy chúng ta đọc cái câu chứa từ Nora Santos nha. Đây, tôi đã liên hệ với lại cái bộ phận dịch vụ khách hàng về cái vấn đề này, và cái người đại diện của bạn đó là Nora Santos đã thông báo cho tôi rằng tôi có hai sự lựa chọn. Vậy Nora Santos chính là ai vậy em? Là người đại diện phải không? Thì bây giờ em dò xuống dưới xem có cái gì liên quan đến người đại diện không? Bài số 2. Ok, có từ representative. Ở dòng thứ 2 này em, cùng đọc với cô lại câu này nha. Nó nói gì đây? Tôi đã look into, tìm hiểu, nghiên cứu về cái vấn đề và phát hiện ra rằng cái người đại diện của chúng tôi đã đưa cho bạn cái thông tin bị sai, có đáp án chưa? Chưa có nói đến việc là bà ấy phải làm gì phải không em? Rồi bây giờ chúng ta dò tiếp đi xem chỗ nào có representative nữa em. Ở đây phải không nào? Rồi cùng đọc câu này với cô nha. Tôi đã thông báo cho người đại diện của tôi, chính là bà Nora Santos đó ha, về cái miscommunication, cái việc truyền thông tin sai. Và bà ấy, cô ấy đó sẽ undergo, trải qua cái việc đào tạo thêm để cái tình huống này đó sẽ không xảy ra lần nữa. Vậy bà ấy sẽ có gì em? Undergo additional training, trải qua đào tạo thêm. Vậy đáp án chính xác là câu B ha. Ok. Câu 185, according to, theo như cái email thứ hai đó, thì cái gì sẽ được cung cấp cho ông Mercado? Và bán trước nghe em, câu A, refund là tiền hoàn lại nè, partial là một phần thôi. Vậy hoàn tiền lại một phần ha. Câu B, directory là một cái danh bạ nè em, danh bạ cửa hàng. Câu C, accessory là phụ kiện xe đạp ha. Câu D, một cái voucher mua sản phẩm phải không nào? Về chúng ta cùng dò xem. Email số 2, đoạn nào mình chưa dò em? Đoạn cuối cùng phải không? Có từ profile nữa nè. Rồi bây giờ cùng đọc với cô nha. Vui lòng hãy cung cấp cho tôi cái địa chỉ mới của bạn và chúng tôi sẽ gửi cái món hàng đi ngay lập tức. Chưa có nói là ông Mercado nhận được gì nha em. Rồi, thêm vào đó để make up, để đền bù cho cái sự bất tiện này,
Chúng tôi đã đính kèm một cái voucher là 20 đô để bạn. Bạn là ai vậy em? Là người nhận đó. Người nhận chính là ông Mercado nè. Để bạn sử dụng cho cái việc mua trong tương lai, cho bất kỳ cái accessory, cái phụ kiện nào tại cái công ty này. Vậy thì ông ta nhận được cái gì vậy em? À, một cái voucher 20 đô phải không nào? Vậy voucher là câu nào? Chỉ có thể là câu đi thôi ha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch với cô nào. Cái email đầu tiên đó em là gửi đến Customer Service là dịch vụ khách hàng, gửi từ ông Mercado. Chủ đề là về cái hàng hóa đã được mua của tôi. Ngày gửi là 28 tháng 4. To whom it may concern, gửi đến những ai có liên quan. Có nghĩa là khi mình không biết chính xác, không biết được cái người mà nhận cái email của mình và xử lý giải quyết email của mình là ai thì mình sẽ dùng cái cụm này nha em. I recently, tôi gần đây đã mua cái Spin Jenny 400 của công ty của bạn á, directly là trực tiếp. Mua một cách trực tiếp từ cái website và rồi mang nó đến cái cửa hàng xe đạp địa phương để mà assembly. Mình cái từ assembly có nghĩa là sự lắp ráp nè em. Sự lắp ráp ha. Assembly, sự lắp ráp, để mà lắp ráp. However, tuy nhiên trong cái quá trình mà lắp ráp cái xe đạp này nè, thì cái mechanic là thợ máy nè, hay là thợ cơ khí ha. Thợ máy hoặc là thợ cơ khí. Thì cái người thợ đó em nhận thấy rằng cả hai cái bộ brakes, mình có từ brake có nghĩa là cái phanh hay là cái thắng nha. Phanh hay là thắng nè. Both, cả hai cái bộ phanh, bộ thắng á, nó bị defective. Mình có từ defective rất là hay gặp luôn em. Có nghĩa là bị lỗi nha, bị lỗi. Thường dùng cho sản phẩm, hàng hóa đen. Hàng hóa bị lỗi, sản phẩm bị lỗi ha. Quy dịch lại này, các người thợ đó đã nhận thấy rằng cả hai cái bộ phanh, bộ thắng đều bị lỗi. I contact, tôi đã liên hệ với lại cái bộ phận dịch vụ khách hàng của bạn về cái issue là cái vấn đề này ha. Và representative là gì em? Cái người đại diện của bạn tên là Nora Sanders đã thông báo với tôi rằng tôi có hai cái sự lựa chọn. Cô ấy nói rằng tôi có thể đi đến cái local retailer. Retailer là cái cửa hàng bán lẻ của những cái sản phẩm của Framcaster ở địa phương á, để có cái brake, cái bộ phanh, bộ thắng được thay thế miễn phí. Hoặc là tôi có thể nhờ cái replacement part. Part là bộ phận đem những cái bộ phận thay thế được gửi đến tận địa chỉ nhà tôi luôn. Thế nhưng nếu mà như vậy á, thì tôi phải trả tiền vận chuyển. Tôi đang rất là bận rộn trong cái việc là packing là đóng gói đem. Move là di chuyển hay là chuyển nhà ha. Tôi đang rất bận rộn trong cái việc là gói đồ, đóng gói đồ để mà chuyển nhà đến San Francisco ngay lúc này. Và tôi không có thời gian để mà đi tìm kiếm những cái parts và những cái bộ phận. Cho nên là tôi muốn những cái bộ phanh, bộ thắng á, nó được giao đến nhà tôi sau khi tôi chuyển nhà xong. Có nghĩa là ông ấy không có rảnh để mà đi đến cái cửa hàng địa phương để mà tìm cái bộ phanh. Mà ông ấy muốn nó được giao đến tận nhà luôn ha, sau khi mà ông ấy đã dọn nhà xong. Nhưng tôi không có hiểu why, tại sao tôi phải trả tiền vận chuyển khi mà cái sản phẩm nó bị defective là gì em? À, bị lỗi ha. Vui lòng cho tôi biết á, nếu mà có bất kỳ cái sự lựa chọn nào khác và cái cách mà bạn muốn proceed là tiến hành hay là thực hiện ha, tiến hành. Rồi, email số 2 nha em. Email số 2 gửi đến cho ông Mercado, gửi từ Estrada. Cái chủ đề là trả lời lại, phản hồi lại email về My Purchase được không nào? Ngày gửi là 29 tháng 4 ha. Đính kèm là cái Framcaster gì đó phải không nào? Rồi cùng dịch với cô nào. Ông Mercado thân mến, tôi rất là tiếc khi mà nghe về cái vấn đề đã xảy ra với cái hàng hóa vừa mới được mua gần đây của ông là cái Spin Jenny 400. Tôi đã looking to, mình có từ looking to là gì em? À, nghiên cứu hay là kiểm tra ha? Nghiên cứu hoặc là kiểm tra, looking to. Nghiên cứu, kiểm tra, looking to ha. Tôi đã nghiên cứu, kiểm tra, tìm hiểu về cái issue, cái vấn đề và discover. Mình có từ discover có nghĩa là khám phá, nhưng câu này có nghĩa là phát hiện ra đấy em. Khám phá hay là phát hiện ha. Và tôi đã phát hiện ra được rằng á, là cái người đại diện của chúng tôi đã đưa cho bạn cái incorrect information, là cái thông tin bị không chính xác đấy em. Incorrect là không có chính xác ha. Correct là chính xác, còn incorrect là không chính xác. Chúng tôi thì không có charge là tính phí. Động từ charge là tính phí nha em, danh từ là phí, còn động từ là tính phí. Chúng tôi không có tính phí khách hàng trong cái việc vận chuyển những cái bộ phận thay thế. On account of, on account of có nghĩa là do hay là vì cái gì đó nha em. Cô lên đây ha. On account of something có nghĩa là do hay là vì cái gì. Do vì cái lỗi của cái sản phẩm. Defect là cái lỗi đó em, danh từ ha. Cái lỗi là danh từ của defective ở trên đó em. Ok, rồi tiếp luôn nào. Chúng tôi có cái phí giống như vậy á vào năm ngoái, nhưng chính sách của chúng tôi đã thay đổi kể từ đó. So, vì thế những cái bộ phận á có thể gửi đến bạn free of charge,
là miễn phí nha em nha, free of charge là miễn phí, có thể gửi đến cho bạn miễn phí luôn. Tôi đã thông báo với lại người đại diện của tôi về cái miscommunication. Mang cái từ miscommunication có nghĩa là truyền thông tin sai nha em, cái việc truyền thông tin sai ha. Tôi đã thông báo cho cái người đại diện của tôi về cái việc truyền thông tin sai này, và cô ấy sẽ undergo là trải qua cái sự đào tạo thêm để mà cái loại tình huống trường hợp như thế này sẽ không xảy ra lần nữa. Vui lòng hãy cung cấp cho tôi cái địa chỉ mới của bạn và tôi sẽ nhờ những cái món đồ được gửi ngay lập tức. In addition, thêm vào đó, to make up, mình có từ make up có nghĩa là bồi thường hay là đền bù đấy em. Đền bù hoặc là bồi thường ha. Để mà bồi thường đền bù cho cái inconvenience, cái sự bất tiện, tôi đã đính kèm cái voucher, cái phiếu mua hàng trị giá là 20 đô mà bạn có thể sử dụng trong những cái lần mua hàng tương lai về cái accessory là phụ kiện đấy em. Trong cái việc mua bất kỳ cái phụ kiện nào ở Ramcaster trong tương lai ha. Cảm ơn vì cái patience của bạn. Patience có nghĩa là sự kiên nhẫn, sự nhẫn nại đấy em. Sự kiên nhẫn hay là nhẫn nại ha. Ok, rồi. Câu 181, câu A mình có từ assemble. Assemble là được lắp ráp đấy em. Unassemble là chưa được lắp ráp hay là không được lắp ráp ha. Câu B mình có từ manufacture, có nghĩa là sản xuất. Động từ như em. Manufacture, sản xuất ha. Nguyên mẫu thì mình bỏ cái từ D đi em. Nó được sản xuất ở một cái facility. Facility có nghĩa là cơ sở hay là địa điểm ha. Nó được sản xuất tại một cái cơ sở địa điểm ở San Francisco. Câu C mình có từ lightweight. Mình có từ weight là cân nặng nè em. Light là nhẹ. Vậy lightweight có nghĩa là nhẹ cân ha. Nhẹ cân. Rồi offer ở câu D có nghĩa là ưu đãi đấy em. Thường thường mình thấy từ offer động từ á, là cung cấp. Nhưng mà danh từ có nghĩa là ưu đãi ha. Vậy câu D có nghĩa là nó được đã được đính kèm thêm một cái ưu đãi đặc biệt được không nào? Câu 182. Câu B mình có từ express delivery. Delivery có nghĩa là giao hàng. Express tính từ là tốc độ hay là nhanh đấy em. Hay là tốc hành á. Vậy thì express delivery có dịch là giao hàng nhanh nha. Giao hàng nhanh ha. Hay là giao hàng tốc hành ha. Rồi, câu 183, investigate, có nghĩa là điều tra ha. Điều tra, investigate, điều tra. Câu B mình có từ attempt to. Attempt to do something có nghĩa là nỗ lực hay là cố gắng nè. Nỗ lực hoặc là cố gắng ha. Resolve là giải quyết, được không nào? Giải quyết. Vậy câu B có nghĩa là cố gắng giải quyết cái tình huống, cái vấn đề đó em. Câu C, mình có từ validity, từ này rất quan trọng em. Validity có nghĩa là cái sự hiệu lực ha. Hiệu lực. Vậy câu C có nghĩa là hỏi về cái hiệu lực của một cái quy định, một cái quy tắc, một cái luật ha. Câu D mình có từ impose. Nguyên thể của nó là như thế này em. Impose có nghĩa là áp dụng hoặc là áp đặt nha. Áp dụng hoặc là áp đặt. Chỗ này có nghĩa là áp dụng, áp đặt thì cũng được em. Để đề xuất một cái việc áp dụng một cái hình phạt ha. Câu 184 mình có từ apology có nghĩa là lời xin lỗi ha. Lời xin lỗi. Rồi câu D mình có từ salesperson là nhân viên bán hàng đem, người bán hàng hay là nhân viên bán hàng ha. Câu 185 directory có nghĩa là danh bạ nha em, danh bạ ha. Vậy câu B có nghĩa là cái danh bạ của cửa hàng á ha. Ok.